Đây là bản tin tài chính kinh doanh trưa. Xin kính chào quý vị khán giả. Những bước tiến đáng kể trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, đặc biệt là ở những thỏa thuận về việc cắt giảm thuế và mua hàng nông sản cũng đã thúc đẩy sự đi lên của giá nhiều mặt hàng nông sản trên sàn thế giới. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thì kết tuần qua, thì giá ngô, đậu tương và lúa mì đã tăng lần lượt là 1,13%, 2,02% và 1,53%. Theo các chuyên gia, thì trong tuần này, những bước tiến cụ thể của tiến trình đàm phán và số liệu xuất khẩu sẽ là yếu tố dẫn dắt thị trường.